Pi sáu pi từng bước sẽ nâng pi sáu ở con đường một địa bàn người này và chấm xong rồi pi sáu tôi giữ nguyên là tập oxygen này nhé và còn hai bông biết sang sự rồi nhé và biết tập oxygen này đây là chặt trên một cái và cái tập oxygen này đây là cứ pi sáu đấy và chắc là nó cao nhất cứ tập đấy cứ nguyên là 1 km và từ vol với thằng đường cao vol nhiệt đấy và đấy cứ catalco sản phẩm từng bước oxygen tôi giữ cứ cọt và người cọt thì thu hàng như chia trong này tôi tốt và hay đấy cứ chia catalco làm sạch cũng làm chung và thu bằng hàng như này đấy và dùng nguyên thuốc và hay dùng nguyên để cày và ok rất đấy thì thu bằng ta làm sạch trong nồng cày này cọt còn lại này và chắc là người cọt đừng chặt tất công xe cho tầm nào cũng được tao viên nghiệp có cam và cả lạc chắc xong ở một cái tạp đàn xong cái học miền và ok chắc những cái tập cam hầu nhất cứ như chân chia của cụ và cục sổ số và chắc những trong năm thập của cô ấy cứ chia của cụ vậy và trong năm thập của cô chia của cụ vậy rồi luôn tập và tập thuốc vào nguyên lớn và ok nên cứ chia rồi lên thuốc và dân thì phong đá là một chó nguyên là người con lớn và người con lớn chắc có cùng anh ra và tôi vô người ta đặt cho tôi học thì xe là tế này và tôi học thì xe là tế này chắc những cái này chúng đặt vào đo tập và chắc cái nào là không bao nhiêu cứ quyền là tập này đi việc học mình có cao cả là thế và chắc là đấy tôi đặt cho là cà rốt và tôi học sẽ cho nên cà rốt tao bên mình phải cần lại và chắc những người ta đặt lòng đấy cứ việc vừa ông người thuộc bao nhiêu người bài để chỉ che cho làm mà bài để chỉ che cho làm rất là đúng đặt hôm nay từ một đầu và lòng đấy bên trong này và chắc người thuộc người bài để chỉ che làm và che làm đấy và này này chắc bây giờ vị trí protein đại bằng cao ba vị trí oxygen chắc một cùng những miếng này thay vị trí oxygen và chắc cả na oxygen đi trực tiếp đá cloro lấy chóng trong này và chắc sản phẩm từng bước oxygen là đi 16 đến 2 từng bước về bán chừng nên làm chuột hay nắng cà rốt và hay nắng oxy oxygen hay xong đẹp nhất cái đường dây trong căn đầu tiên